Ở xóm này gọi bà là bà Năm, nhưng mà tên bà tên của bà là bà Tím ha. Bây giờ rồi chúng ta lên đất nữa mình về cho tiền đò sao. Đây tới nhà bà cụ rồi. Có bà cụ nhà không vậy anh? À, hôm nay ghé thăm bà Nam. Rồi ổng thì chừng nào thời gian tính sao? Dạ. Tại bữa nay ngày quốc tế phụ nữ cho nên tặng cho ao cho bả, rồi họ chừng nào tới quốc tế phụ nam mới tặng cho ổng. Vậy là cảm ơn. Sao rồi, sao rồi? Dạ. Nói vậy. Không có sao vậy á. Chết. Rồi mời cô ra cô ơi. Không, bây giờ bây ra đây nè, lên đây cho bà ngồi ghế nè. Nói chung là thấy cái thằng sắc sắc dưỡng của bà là chắc ăn là sống thêm 3 năm nữa được bình thường đó. Thấy mạnh quá, mạnh rồi. Đúng rồi, bà sống rất là khỏe dữ lắm luôn. Rồi vậy. Không sao, tại cái đôi khi cái đường ruột ấy, nó, cái bản lề của người già nó có một số không được, nhưng mà cái sức khỏe giờ là nó quá ok rồi. Con tới mùng 5 tháng 5 con sẽ xuống thăm bà nữa. Con trong ấp này mà con xuống thăm bà hoài luôn á. Rồi, bây giờ bắt đầu là chuẩn bị vô quà cho mấy bà cao tuổi. Mỗi phần quà thì chúng ta gồm có là một thùng mì, 10 lon nước ngọt, rồi đường và sữa. Ơi. Cái đường nó mắc cỡ vậy á. Nè, lên cơn ngó này lên. Dắt tắt lại coi. Ok. Đây là qua nhà một bà cụ bên sông. Nói chung là mình sẽ đi qua từng cái nhà của những bà cụ. Những bà nào mà đi tới Ban Di sự được thì đi, còn không thì mình sẽ qua tới nơi để mình trao cho mấy bà. Chưa chưa cho ba mặc áo xong đi. Dạ.
tên nè. Bà nhớ con không, hôm bữa con có tặng gạo đó, cái đợt con có bầu với chị Lân đó. Dạ, giờ là làm thứ hai ghé thăm bà đó, thấy bà khỏe thì cũng mừng. Dạ, mới vừa mới đưa hai chân. Vô hai chân đó quyền hả? Hôm qua hả? Đang dưới vô không về là 8 chai rồi đó. Mỗi một một cặp vậy đó là 550. Đúng rồi, dạ dạ. Bây giờ còn vô hai chai không sắm. Bây giờ phải có tiền vô hai chai nữa, mỗi lần vô 4 chai mới sắm được. Bây giờ ngồi đây với cái mặt như cái trong trống là bị thiếu máu não, thiếu máu tim, bị dạ dày, nhức khớp, đủ thứ bệnh. Để lát nữa con kiếm một cái loại cây cho chồng ăn, cái loại đó thường là hỗ trợ máu não á. Thiếu máu não là hỗ trợ đó. Mỗi lần nó vô là 4 chai, 4 chai thì nó hạ cái bao lâu nó vô. Bữa nửa tháng thì vô. Và nó nói giờ ăn xu bà có tiền thì ngồi vô, mình thấy bây giờ bà vô là nếu bà vô nhiều là bà đâu. Mỗi lần chống mặt trở lên tâm. Cô có uống thuốc máu ấy không? Quật huyết trên não không? Bây giờ mình chuẩn bị đi lên đây. Trời giông lớn mà đọt xe nó quay vậy đó. Sáng chung mì ăn đi. Sáng cũng quan trọng lắm. Uống sữa, có sữa không? Có sữa nè, rồi bà quậy sữa uống, rồi hoặc là ăn mì buổi sáng. Dạ. Rồi con sẽ cắt đi tặng con mấy bà khác nữa. Nhân ngày 8 tháng 3 thì chúc cho cô được đầy đủ sức khỏe, ăn vui, lành mạnh. Bắt đầu. Ồ. Vô phòng luôn hả? Vô được không hay là khỏi? Ồ, bắt nằm phòng lạnh hay vậy? Dạ, rồi thấy cần chúc bài đi thấy. Đi khó khăn quá rồi cho nó nằm bên đây. Đi cho nằm đây cho sạch sẽ rồi. Dễ đi chút. Bà Năm ơi. Hôm nay bên ban dân sự con thay mặt cho mạnh thường quân cùng bên hội phụ nữ đến tặng quà cho bà Năm ngày 8 tháng 3. Đây là ngày 8 tháng 3 ưu tiên cho những người già. Tặng bà hai lon sữa với đường với nước với mì để dành ăn mời cho bà Năm ngồi đi. Để cho bên đại diện chủ tịch hội phụ nữ chúc bà một ngày một lời chúc cho ngày 8 tháng 3 cho bà sống thêm vài 30 tuổi nữa. Nè lên cần chúc cho bà lên nè lên. Đây nè, đây. Sống bà sống bằng tuổi loại với kia được rồi, bà kia sống nhiều bà sống nhiều thôi. Cho con xin ba thành của bụng nha. Rồi. Bà Tiễn đưa cháu đi luôn hả? Trời ơi. Vô sang ơi, vô thăm bà cụ 100 mấy tuổi nè. Cái đó để đây này mày qua đây trả tiếp cho. Để lúc nữa anh đưa cái này cho mấy đứa nó rồi. Trả tiếp cưng cái đó.
bắt đầu ghé thăm bà cụ 103. 103. Ở chảnh nó xong chưa? Cảm ơn. Đây là năm nay 703 phải không chị? Mà có bây giờ bà đi tiêu tiện mà đâu có kiếm. Bà cụ 103 tuổi. Còn thấy bà phải hơn con nữa. Ban trị sự chỗ anh Biên có phối hợp để bà thăm tặng bà nhân ngày 8 tháng 3. Chúc bà là sống lâu trăm tuổi, hơn trăm tuổi. Hơn trăm tuổi rồi. Dạ, nhiều sức khỏe. Bây giờ nè, bây giờ anh đề nghị mấy đứa đứng chụp với bà một bôi, lấy cái thọ mừng với bà đi. Lát nữa đứng vô mắt tí xíu thì chụp hình cho nó đẹp chút xíu. Dạ,